Rồi, với cái bài toán số 2 của đề 2 ta sẽ làm theo cách 2. Nếu như cách 1 ta tiếp cận với theo sâu thì cách thứ 2 ta tiếp cận nó theo dưới dạng số, làm việc với số. Vậy thì đầu tiên thì ta sẽ đi tìm cốt bài làm của các bạn nộp bài đây đã. Hiện nay thì đã có bạn Duy nộp bài. Ok, đây là một trong những giải thưởng. Rồi ta xem. Rồi có Gia Hân nộp đấy nhỉ. À, chưa thấy hệ thống thu bài của Thiện với Hữu Đức đâu nha. Rồi. Rồi, cái tiếp ta thầy hướng dẫn cái thuật toán số 2 là tiếp cận là bài thực hiện là xóa số lẻ bằng cái thao tác tách số. Việc thực hiện tiếp cận theo hướng này sẽ giúp cho các em có một cái thói quen làm việc với việc tách các chữ số. Như vậy thì khi đề cập đến cách này thì trong bài làm của mình cần phải có cái đoạn code tách chữ số luôn. N là một số có 5 chữ số. Đề bài ta nhập số nguyên dương N. Bước thứ hai. Khánh, quay quan sát em. Làm bài 2, bài 2 cách 2. Nghe giảng luôn. Cách 2 này thì thầy trò mình sẽ thực hiện là tách các chữ số. Tách các chữ số của N lưu vào A, B, C, D và E. Bây giờ đây thì tiện thể thì ta sẽ có E thì bằng thằng N chia dư cho 10. N còn lại bằng N chia nguyên cho 10. Các bạn code trong Pascal thì sử dụng phép toán deep. Sau đó ta có D thì bằng N chia nguyên cho 10, chia dư cho 10. Rồi tương tự như vậy thì thầy copy paste. C. Rồi sau đó ta có B. Rồi ta thu được thằng A. Sau khi tách được xong các chữ số của một số, ta đã xong được bước thứ hai. Ta sang bước 3. Ở cái bước thứ 3 thì ta nhận thấy rằng vì một số có 5 chữ số nên khi ghép lại thì ta có 10 phương án ghép. Đúng không? Như vậy thì hôm trước thì ta đã biết, bây giờ ta sẽ thực hiện ghép nó thành số 3 chữ số. Với điều kiện hai số không được ghép phải là số gì nhỉ? Số lẻ. Được chưa? Như vậy thì ta có tất cả các cái ghép A, B, C, A, B, D. Từ từ nhá, thầy phải liệt kê theo phương pháp chạy bài bằng cơm này thì thầy mới nhìn thấy hết ra được. A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, E. Được chưa nhỉ? Rồi, kế tiếp ta có B, C, D, B, C, E, C, D, E. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, các bạn quan sát cho thầy biết thiếu mất cái nào? A, B, C, B, D, E có chưa? Thiếu là B, D, E. Tại sao không được B, D, A? Bởi vì phải giữ nguyên thứ tự đầu vào. Ta không... mình không được xếp nó lại thành là CBA. Tí nữa ta xem code bài nộp của mọi người sẽ biết ngay. Ta phải giữ nguyên thứ tự đầu vào, lưu ý nha. Rồi, sau khi thực hiện công việc trên xong thì bây giờ ta nhận thấy cái ghép thứ nhất thì ta nhận thấy như sau. Nếu mà thầy ghép thành số ABC thì thằng nào bị xóa?
Hả? Nếu ABC thì thằng nào bị xóa? Thằng D, thằng E bị xóa. Đúng không? Vậy thì bây giờ ta nhận ghi ghi luôn, nếu thằng bắt đầu thì các bạn thực hiện là khởi tạo R1. Đây các bạn ghi luôn. Nếu gì nhỉ? Nếu thằng D là số lẻ và thằng C là số lẻ. Người ta đang cô theo đúng phương pháp chạy bằng cơm thì không thắng nhé. Nếu C là số lẻ và D là số lẻ thì làm sao nhận mình? Thì Z của ta sẽ là bằng là max của thằng Z với thằng 100 nhân với A cộng gì? Cộng 10 nhân B cộng với C. Được chưa? Rồi tương tự như vậy. Và cái thằng thứ hai A, B, D thì nó xóa thằng nào? Rồi thằng C và thằng E. Như vậy nếu E là số lẻ và C là số lẻ thì ta cập nhật thằng Z bằng max của Z với là 10 nhân 100 nhân A cộng 10 nhân B cộng D. Rồi kế tiếp. Nếu ta giữ lại thằng ABE thì ta xóa thằng nào? À, thằng C, thằng D. Như vậy thì ta có nếu D là ADE ABD thì nó phải có thằng E chứ nhỉ? À, nếu thằng D là số lẻ và thằng C là số lẻ thì cái này thằng này là một cộng với E. Rồi kế tiếp bắt đầu thấy hoa mắt rồi. Đến thằng thứ tư ACD thì thằng nào? ACD thì ta giữ ta lại ta xóa thằng nào nhỉ? Xóa thằng BE. Như vậy nếu thằng B là số lẻ và thằng E là số lẻ, trong vở các bạn cứ copy nó lại như thế thì kết quả của nó bằng max của Z với thằng là 100 nhân A cộng với 10 nhân C cộng với D. Rồi kế tiếp nữa thằng mấy rồi nhỉ? 1 2 3 4. Bây sang cái thằng thứ 5, 1 2 3 4 5. Thằng ACE thì ta xóa thằng nào? Nào tương tự nào. ACE là xóa thằng nào? Thằng BD. Nếu B là số lẻ và D là số lẻ thì nó sẽ thu được là 100 nhân A cộng 10 nhân C cộng với E. Rồi tương tự như vậy ta tiếp tục ADE. Rồi kế tiếp ta thằng BCD thì ta xóa thằng nào? Hả? AE. Như vậy nếu A là số lẻ và E là số lẻ thì ta sẽ là 100 nhân B cộng với 10 nhân C cộng với D. Rồi kế tiếp nữa. Vừa rồi là bây giờ kế tiếp ra thằng BCE thì sao? BCE là xóa thằng nào? À, vậy nếu A là số lẻ, B là số lẻ thì nó sẽ là 100 nhân B cộng 10 nhân C cộng với E đúng không? À AD à? AD cộng với 10 nhân E. Rồi tương tự như vậy. À, cái thằng kế tiếp của mình là CDE. CDE thì ta xóa thằng nào? A là số lẻ, B là số lẻ. C, DE. Rồi. Kế tiếp nữa, thằng là kế tiếp ta có thằng là B, DE. Như vậy ta xóa thằng A với thằng C đúng không? Xóa thằng A với thằng C. Thì đây ta có là B, D và E. Rồi, theo phương pháp ghép chạy bằng cơm như trên thì thầy trò mình đã có, thì ta đã thực hiện đi tìm được giá trị lớn nhất. Vậy thì ta sang bước 4, ta đưa Z ra. Các bạn thấy phương pháp biến đổi thể lực này được không?
nhưng rất dễ hiểu, đúng không? Vậy thì trước vòng lập for ta khởi tạo red bằng mấy? Ta đang đi tìm max, vậy thì ta có thể khởi tạo red bởi một giá trị vô cùng bé cho nó tổng quát. Rồi, như vậy trên đây là ta đã giải quyết được cái bài toán trên. Vậy thì với bài toán này trình bày vào vở cũng được khá khá đấy nhỉ? Thằng N cuối cùng nó chỉ còn có mỗi một chữ số thôi, nếu chia cho 10 thì nó bằng 0 mất. Rồi, như vậy thì trên đây là cái đoạn giải thuật của bài số 2, cách 2. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình làm thì chưa thấy các bạn nào làm theo phương pháp như trên. Phương pháp này gọi là phương pháp tay to. Cốt xong rồi cơ bắp mình nộp bài lên hệ thống chưa? Coi như là chưa làm bài. Làm bài nào xong nộp bài lên hệ thống luôn. Nào, chép bài chưa nào? Lưu ý ở chỗ phần này gặp khó khăn chỗ nào không? Bài này quay về bài toán kiểm tra hai kỹ năng của người dùng. Một, tay chữ số. Hai, tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện. Các bạn nhận thấy cái bài này là giống như khi ta học câu lệnh dây nhánh, có cái bài toán cho ba số ABC tìm số lẻ lớn nhất, cho ba số ABC tìm số chẵn lớn nhất. Có 20 dòng này cũng biết được 10 cái như này. Thêm 20 dòng. Bài kia là 40 dòng vậy. Bài kia 60 dòng chứ phải. Một vòng qua đi, ba dòng chơi biết. Trời ơi, cách của em đi. Rồi, Hiếu Đức cũng có thêm một cách là sinh ra một cái dãy nhị phân có độ dài bằng 5 và sau đó đi kiểm tra nó. Được chưa? Thì ngoài ra thì ở cái bài toán này thì Hiếu Đức cũng có đề xuất ra là vì bài toán này có tính chất chọn hay cho không chọn các phân tử. Thì nên trong cái thuật toán 3 thì ta có thể áp dụng phương pháp sinh. Đấy. Thì ở cái cách này thì tại thời điểm này trong bài này thì ta chưa đề cập đến chỗ này. Các bạn có thể cài đặt và nộp bài lên hệ thống. Rồi, trên đây là cái bài số 2. Đấy, yêu cầu là đi xóa các xóa đi hai chữ số lẻ của một số nguyên dương n và để đi đây tìm cái số lớn nhất thu được. Rồi, chúc các bạn thành công.